Khương mến chào anh Tuân ở thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau. Anh có gọi điện cho Khương và đặt ủng hộ Khương bộ hát sao cạc livestream thu âm K300 Miodo AT100. Trước khi test âm thanh cho anh thì Khương báo là Khương đã nhận tiền của anh vào lúc 8 giờ 35 phút 23 giây được Sacombank, và Khương sẽ quay video cho anh nhìn. Anh nói về gắn sẵn cho anh thì Khương cũng gắn sẵn, nhưng mà Khương vẫn làm video. Lỗ đầu tiên thì anh găm vào cái máy phát nhạc ha. Tiếp theo nó tới 3 cái lỗ clip, anh muốn găm cái lỗ dây livestream lỗ nào cũng được ha. 1 2 3 nhà sản xuất nó thiết kế 3 lỗ. Tiếp theo á, cái chữ lo, cái hình hai cái lo, anh muốn ghim lỗ 1 lỗ 2 cũng được, là cái tai nghe của mình đó. Cái tai nghe của mình găm vô lỗ 1 lỗ 2 cũng vẫn được. Còn cái chữ mic thì anh găm vô cái micro cũng hai cái mic luôn, nó chức năng hai lỗ, anh găm lỗ nào cũng được. Nói chung là rất là đơn giản như vậy. Mở nguồn lúc này lên là hát anh nha. Mở nguồn lên là hát luôn. Rồi, em tăng nhạc em test nha. Kiểm tra AT100 K300 cho anh Tuân ở Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau. Đêm Tiền Đồn, sáng tác Lam Phương, Tông Nam, Rê Thứ, karaoke Nhật Nguyễn. Chân thành cảm ơn anh đã chuyển khoản rất sớm cho Phương, và Phương cho hàng đi kịp đầu giờ chiều luôn. Vùng cao nguyên đất đỏ, trời lạnh với sương mù, thương mến anh vượt đường xa đến đây. Mưa vẫn bay mà lòng anh vẫn say, diệm thù trong rừng sâu khi bên suối vắng đêm thâu. Gặp anh trong phút này là mừng trong phút này, khi chiến tranh còn gây thêm máu lửa thì mộng mơ sinh ra hết cho đời. Quê hương này còn mãi mãi nhờ anh. Khi đôi chân vẫn chưa mòn trên núi cao, khi đêm đêm sung căm hờn vẫn đôi chân, anh vẫn đi đi giết thù, anh vẫn mong tìm ngày vui cho chúng mình. Ngoài kia sương xuống lạnh, tình càng thiết tha nhiều, ta có vui vì mai xa cánh rồi. Dù thời gian chẳng có dễ qua mạnh, những đêm này còn ghi mãi lòng nhau. Một lần nữa Khương cảm ơn anh Tuân rất nhiều đã chuyển khoản cho Khương vào lúc 8 giờ 35 phút 23 giây việc cục Sacombank. Và chỗ của anh thì hai anh em cũng đã trao đổi tâm sự, và cũng hơn 20 năm anh mới gặp lại em và ủng hộ em. Thì ngày xưa hơn 20 năm trước thì em đóng quân biên phòng ở gần nhà anh luôn. Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều nha. Cảm ơn anh đã tin tưởng và quay lại ủng hộ Khương. Cảm ơn rất nhiều.